Đội tuyển Futsal Việt Nam dừng bước tại tứ kết Futsal châu Á 2022. Chiều 4 tháng 10, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp Iran trong trận tứ kết Futsal châu Á 2022. Đối đầu với ứng viên vô địch Iran, đội tuyển Futsal Việt Nam đã không thể tạo nên kỳ tích. Do chỉ xếp nhì bảng D nên đội tuyển Futsal Việt Nam phải gặp đội nhất bảng C là Iran ở tứ kết. Iran là nhà đương kim vô địch, từng đăng quang tới 12 lần sau 15 lần giải được tổ chức. Trước một dàn sao đẳng cấp thế giới của Iran, đội tuyển Futsal Việt Nam chịu sức ép lớn trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã lựa chọn lối chơi phòng ngự. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn chủ động cầm bóng và phối hợp nhằm thoát pressing. Tuy nhiên, đẳng cấp của Iran vẫn được thể hiện đúng lúc. Sau khi không thể tìm được đường tiến gần vào khung thành Việt Nam, Iran đã sử dụng những cú sút xa. Những cú sút quyết đoán đã mang về cho Iran 3 bàn thắng đầu tiên. Đội tuyển Futsal Việt Nam cuối hiệp 1 đã quyết định chơi power play nhằm giảm sức ép từ phía Iran. Tuy nhiên, Iran vẫn có thêm một bàn thắng nữa. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Futsal Iran chủ động chơi chậm. Họ không còn thi đấu với cường độ nhanh như hiệp 1. Dù vậy, Iran vẫn tạo ra sức ép rất lớn mỗi khi Việt Nam cầm bóng. Trong hiệp 2, đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục nhận thêm 4 bàn thua nữa. Vì dẫn trước với cách biệt lớn, đội tuyển Việt Nam vẫn nỗ lực thi đấu và cuối cùng cũng có được bàn thắng danh dự của Đức Hòa. Qua đó khép lại trận đấu với thất bại 1-8, Việt Nam buộc phải dừng bước ở vòng tứ kết giải Futsal châu Á. Đây là kết quả không quá bất ngờ đội tuyển Việt Nam, dù chưa thể tạo nên được sự đột phá. Quá lớn về thành tích cho đội tuyển Futsal Việt Nam nhưng huấn luyện viên Diego Justozzi cũng đã để lại những dấu ấn nhất định về chuyên môn cho các cầu thủ chỉ sau 6 tuần. Đảm nhiệm vị trí,